Nhân vật phản diện quá quyến rũ. Tập 3. Sau khi trốn một tuần trong nhà, Thịnh Noãn không chịu đựng được nữa, đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Diệp Nam Hành mời cô đến nhà họ Diệp ăn tối. Thịnh Noãn phải mặc quần áo che mặt kín mít rồi mới dám đến đây. Đứng trước cửa nhà họ Diệp, Thịnh Noãn giơ tay lên gõ cửa. Khi cửa vừa được mở ra, trong nhà hai mẹ con Diệp Nam Hành đã đang đợi cô đến. Thịnh Noãn sững sờ khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến trong phòng, cô đã nhớ ra, hôm nay chính là sinh nhật của nguyên chủ khuôn mặt diệp nam hành có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn bị diệp uyển nhéo tay và bắt phải hát chúc mừng sinh nhật với bà khi bật đèn sáng thịnh noãn định thần lại tâm trạng rất phức tạp diệp uyển muốn cảm ơn thịnh noãn vì đã giúp đỡ gia đình họ bà tiến đến cầm tay cô rồi nói noãn noãn cô nghe a à, hành nói mẹ của cháu đã đi công tác rồi gần đây cháu ở nhà một mình nên cô muốn tổ chức sinh nhật cho cháu cháu đừng chê cô nhiều chuyện nha. không đâu ạ à, cháu cảm ơn cô cháu thấy rất vui diệp nam hành đi tới và đưa cho cô một bông hoa chúc mừng sinh nhật Thịnh Noãn vui vẻ trêu anh, chỉ một bông sao, cậu cũng thật keo kiệt đó. Diệp Nam hành nhướng mày, trong vườn chỉ còn lại một bông này thôi, Thịnh Noãn nhăn mặt nhìn cậu ta, hay là cậu ngắt ở bên đường vậy? Cô đưa tay ra nhận lấy bông hoa, được rồi, cảm ơn cậu. Diệp Uyển vui vẻ nói với cô, đến đây ngồi xuống ăn bánh gato đi. Thịnh Noãn cong môi nhỏ giọng cảm ơn, trong kiếp trước và hiện tại, đây là sinh nhật đau khổ nhất mà cô từng có, nhưng lại là sinh nhật chân thành nhất. Thịnh Noãn không ở lại lâu mà rời nhà họ Diệp để trở về biệt thự của Thương Việt, diệp nam hành đưa thịnh noãn ra xe rồi quay về nhà trên tay anh cầm một túi lê dự định sẽ gọt cho mẹ ăn nhưng khi vừa vào nhà thì mẹ anh liền xảy ra chuyện diệp nam hành sợ hãi hét lên gọi mẹ diệp uyển nghiêng đầu dựa vào xe lăn máu chảy ra từ lỗ mũi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu diệp nam hành đang nghĩ đến những lời bác sĩ nói ba lần xuất huyết còn nhiễm trùng nội sọ phải làm phẫu thuật mở hộp sọ lần nữa ba lần mở hộp sọ nguy cơ rủi ro cao chi phí cao tiên lượng xấu nhưng nếu không tiến hành làm phẫu thuật vậy thì mẹ của cậu sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, cậu suy nghĩ cho kỹ. Lúc nhỏ mẹ nhặt mình về, cho dù có vất vả gian khổ, hay thậm chí không kết hôn cả đời cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ rơi mình, mình sao có thể bỏ rơi bà ấy được. Một người đàn ông bước đến trước mặt Diệp Nam Hành, sau đó ném một chiếc túi bên trong đựng đầy tiền cho anh. Đêm này đánh theo yêu cầu của Vân Thiếu, xong việc lại đưa cho cậu thêm 3 vạn nữa, hắn ta liền ra lệnh cho Diệp Nam Hành trong trận đấu quyền anh sắp tới. Diệp Nam Hành dừng lại, sau đó từ từ nhìn vào những tập tiền trong chiếc túi đó. Thịnh Noãn cũng đã biết sự cố của nhà họ Diệp vào lúc tối, từ bộ phận chăm sóc khách hàng cô biết được Diệp Nam hành vì kiếm tiền cho mẹ làm phẫu thuật nên đã đánh quyền thay nhà cái của sòng bạc, kết quả bị ông chủ sàn đấu phát hiện, bị giữ ngay tại chỗ. Thịnh Noãn có chút suy ngẫm, bị giữ lại ở cái nơi tăm tối đấy, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Cho dù là Diệp Nam hành có xảy ra chuyện cũng không liên quan đến mình, hơn nữa hiện giờ quan hệ mình với cậu ta không tồi, sau này cho dù cậu ta không giúp mình thì chắc cũng sẽ không hại mình, vậy còn cần phải đi cứu cậu ta sao? nhưng nghĩ đến cảnh mẹ con nhà họ diệp tổ chức sinh nhật cho cô ngày hôm qua thịnh noãn nhỏ giọng mắng chửi cầm lấy khẩu súng swat để lại cho cô rồi đi thẳng ra ngoài trong nhà kho phía sau võ đài quyền anh diệp nam hành bị còng tay và treo lên người bê bết máu mũi bầm tím và mặt sưng vù ông chủ triệu cầm trong tay điếu xì gà chậm rãi nói nể tình mày trước kia cũng đã từng đi theo bọn tao nên hôm nay giữ lại cho mày một ngón tay yên tâm ngón tay của mày tao không cứ thế lấy đi đâu một ngón tay cho mày năm vạn với cả số tiền đánh quyền mà Kim Đại Vân đưa cho mày nữa. Hắn ta hất tay ra hiệu cho thuộc hạ làm theo mệnh lệnh. Tên thuộc hạ đang định dơ dao lên cắt đứt ngón tay của Diệp Nam Hành thì bất ngờ có một giọng nói vang lên, "Triệu gia, có người tới cửa gọi Diệp Nam Hành ạ." À. Diệp Nam Hành đang bị treo lên, sử sốt một chút, đoán được điều gì, chẳng lẽ thật sự là cô ấy. Ngay sau đó anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp được vài người đàn ông cường tráng đưa vào. Diệp Nam Hành nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, thật sự là cô ấy. Thịnh Noãn cũng quay sang nhìn về phía anh vẻ mặt có chút chua sót. Cô lên tiếng nói với ông chủ triệu, chào ngài, nghe nói Diệp Nam Hành gây chuyện ở đây rồi, tôi nhận lỗi thay cậu ấy, chủ cậu ấy về. Một đứa con gái mà cũng dám đứng ở đây nói chuyện với tao. Ông chủ triệu vừa dứt lời, người đàn ông lực lưỡng đứng phía sau thịnh noãn hung hăng đá vào lưng cô, trực tiếp đá cô ngã lăn xuống đất. Diệp Nam Hành vùng vẫy dữ dội, nghiến răng gầm gừ, các người đừng đụng vào cô ấy. Thịnh noãn mất cảnh giác khi bị đá, thốt ra lời tục tiễu, con mẹ nó. Cô lập tức cầm súng lên, sau đó trực diện bắn thẳng vào tên vừa đá mình. Người đàn ông cường tráng đó đã bị cô bắn một phát vào đùi, hét lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt ông chủ Triệu đột nhiên thay đổi, dù là kỹ thuật bắn hay là hành động không chút do dự khi rút súng rồi bắn, không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Trong phút chốc, đám vệ sĩ bên cạnh ông ta liền rút súng ra và đứng trước mặt ông ta. Thịnh Noãn quay đầu nhìn ông chủ Triệu phía trước cười lạnh, người của ông Triệu không lịch sự lắm nhỉ. Cô bé nóng tính ghê, không biết rốt của cô bạn nhỏ là thần tiên từ đâu đến, điều gì đưa cô đến nơi nhỏ bé này của tôi vậy ông già rồi nên ngẩn à tôi nói tôi đến chuộc người vốn muốn nói chuyện lịch sự ông già rồi mà không biết tự trọng bây giờ còn ở đây tâng bốc tôi à lời nói và hành động của thịnh noãn liều lĩnh khiến ông chủ triệu càng thận trọng sau đó trầm giọng hỏi chỉ muốn chuộc người thôi sao thịnh noãn liền hạ súng xuống sau đó lấy tiền trong ba lô ra ném xuống đất người của ông đạp tôi tôi phế hắn diệp nam hành phá luật của ông ông đánh cậu ta tôi cũng đưa tiền rồi chuyện này dừng ở đây đi thế nào Ông chủ Triệu Lặng Yên nhìn cô một cái, sau đó cười nói, "Cô bé thật can đảm, không biết có thể kết bạn được không?" Thịnh Noãn lạnh lùng nói, "Ông không xứng, đừng nhiều lời nữa, thả người ra." "Tôi không muốn nhiều chuyện nên tôi khuyên ông cũng đừng nhiều chuyện nữa, đã biết mình nhỏ bé thì tém tém lại, đừng chọc người không nên chọc." Ông chủ Triệu ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho Diệp Nam hành. Một con dao cắt đứt chiếc dây xích đang trói tay anh. Thịnh Noãn bước đến đỡ anh dậy, "Đi thôi, có gì thì về nói." Thịnh Noãn thậm chí còn không nhìn người của ông chủ Triệu đỡ diệp nam hành quay người bước ra ngoài một tên thuộc hạ có vẻ bất bình lên tiếng hỏi ông chủ cứ thả cô ta đi như vậy sao sắc mặt ông chủ chịu có chút khó coi thở sâu một hơi ông chủ cậu có thể được như ngày hôm nay chính là nhờ vào mắt nhìn của bản thân cậu từng thấy con nhỏ nào mà có tài bắn súng với sự gan dạ như cô ta chưa lúc cô ta nổ súng còn khâu chớp mắt đó không phải là ánh mắt của người lần đầu tiên bắn súng thịnh noãn đưa diệp nam hành đến bệnh viện gần nhất để điều trị vết thương sau khi xuất viện hai người ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên thịnh noãn lên tiếng hỏi anh cậu thế nào rồi có còn đau chỗ nào không diệp nam hành thấp giọng đáp tôi không sao cậu thì sao lưng còn đau không tôi vẫn ổn vừa nhắc đến thịnh noãn lại thấy đau nhói ở lưng cô hơi nhúc nhích rồi hừ lạnh một tiếng chỉ phế một cái chân thì hời cho hắn quá diệp nam hành mím môi thấp giọng nói cậu không sợ sao thịnh noãn cười danh mãnh tôi có súng sợ gì chứ diệp nam hành khẽ nói nhưng bọn họ cũng có cô nhìn anh rồi cười đầy tự tin tôi dám nổ súng bọn họ dám không Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gặp chuyện cũng không nói với tôi lại tự mình đến cái nơi đó để gây chuyện, mạng của cậu thì không đáng giá à?" Diệp Nam Hành cúi đầu buồn bã nói, "Đáng giá sao?" Thịnh Noãn tức giận véo má anh, "Đương nhiên đáng giá rồi, đáng giá với tôi." Đột nhiên cô lại có một suy nghĩ, nếu bây giờ mình chi một khoản tiền lớn để ký giấy bán thân với cậu ta, vậy sau này gia sản của Diệp Nam Hành chẳng phải là của mình sao? Đợi đã, hình như mình lạc đề rồi." Thịnh Noãn tặc lưỡi, giơ tay móc cầm Diệp Nam Hành, giờ cậu đang cảm thấy tôi không đáng tin cậy sao hay là dùng xong liền muốn ném tôi đi không muốn dính líu gì tới tôi nữa diệp nam hành lắc đầu không phải như vậy sau một lúc im lặng anh quay sang hỏi cô đúng rồi nhà cậu xảy ra chuyện gì rồi sao tôi đã đến nhà cậu nhưng trong nhà không có người mà cậu không bị ốm lại cứ luôn nghỉ ốm thịnh loãn liền xua tay không sao chuyện này không liên quan tới cậu tóm lại cậu yên tâm tôi vẫn còn tiền mẹ của diệp nam hành phẫu thuật chắc không tốn nhiều tiền nhiều nhất cũng chỉ mười mấy vạn một sợi dây chuyền chắc đủ rồi. Thịnh Noãn đi bán món đồ trang sức đó, quả nhiên là đồ cũ không đáng giá, tiền bán ra so với lúc mua vào ít hơn mấy vạn, nhưng tiền phẫu thuật chắc là đủ rồi. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô liền sững lại khi thấy Diệp Nam Hành đứng trước mặt, không phải bảo cậu ở bên kia đợi sao, qua đây làm gì? Giọng Diệp Nam Hành khàn khàn, nghe kỹ có thể thấy cả tiếng run, đây chính là cái cậu bảo có tiền sao? Thịnh Noãn cười khẽ, trang sức không phải là tiền à, còn đáng giá hơn cả tiền nữa, tiền ở trong cặp hết, cậu mau cầm đi làm phẫu thuật cho cô đi tôi còn có chút chuyện không đi cùng cậu được thịnh noãn còn chưa nói xong không kịp đề phòng đã bị diệp nam hành vươn tay ôm cô vào lòng thịnh noãn đoán là anh khó chịu nên vỗ vỗ lưng anh an ủi tôi còn rất nhiều đủ tiêu yên tâm đi dứt lời diệp nam hành càng ôm chặt cô hơn thịnh noãn trở về căn hộ của thương việt vừa mở cửa bước vào đã thấy anh ta ngồi trong nhà đang tự băng bó vết thương trên tay thấy cô quay lại anh ta mặc áo khoác vào rồi lên tiếng nói tốt nhất là tối nay cô đổi chỗ khác ở đi ở đây không an toàn bộ phận chăm sóc khách hàng thông báo cho thịnh noãn ký chủ xin chú ý anh của thương việt là nam tước phiêu đã sai người tới truy sát thương việt dự kiến sau nửa tiếng sát thủ sẽ tới biệt thự người của stephen cũng đang trên đường đến thịnh noãn không khỏi lo lắng hai phía tấn công mình còn có đường sống không vậy ở lại đây rất nguy hiểm rời đi cũng vậy thịnh noãn cố gắng vận dụng kinh nghiệm hạn chế về đấu đá trong nhà để nghĩ ra biện pháp đối phó sau một thời gian một ý tưởng đã nảy ra có rồi Tôi có cách, anh có muốn nghe thử không? Chúng ta có thể như thế này, Thịnh Noãn nói suy nghĩ của mình cho Thương Việt nghe, anh ta trầm mặc một lát, sau đó có chút buồn cười. Cô tính làm gì vậy, tính tìm chết sao? Thịnh Noãn trợn tròn mắt nhìn anh ta, không nỡ bỏ con sao bắt được sói, tôi gọi đây là hành động quyết đoán. Hành động quyết đoán sao, cô thật biết cách tự rát vàng lên mình, Thịnh Noãn mặc kệ anh ta nghĩ cô như thế nào, trực tiếp hỏi lại, thế là anh có làm không? Thương Việt nhìn cô dừng một chút rồi gật đầu, có nhưng lỡ như có gì nguy hiểm thì tôi không chắc là tôi sẽ cứu cô tôi cũng không trông chờ vào anh chúng ta đều tự cầu phúc đi rất nhanh màn đêm buông xuống vài người mặc vest đen cầm theo súng bao vây căn biệt thự một người đàn ông mở cửa sổ bước vào phòng ngủ của thịnh noãn ngay sau đó cô gái trên giường đột nhiên ngồi dậy người mặc vest đen trầm giọng nói tiểu thư norman ngài stephen mời cô về nhà đôi mắt cô gái đầy bất an chú stephen sẽ không làm hại tôi đâu lúc nhỏ còn từng bế tôi nữa mà ngài stephen quả thực không muốn làm hại cô nhưng ở đây là trung quốc vì để có thể thuận lợi đưa cô về nhà lúc cần thiết chúng tôi có thể sẽ làm hại cô thịnh noãn bí môi nói với anh ta tôi muốn gọi điện cho chú stephen người đàn ông liền lên tiếng ngài ấy rất bận tiểu thư norman mời cô đi sắc mặt thịnh noãn chậm thay đổi sau khi nghe bộ phận chăm sóc khách hàng nhắc nhở ký chủ xin chú ý người đối phó với thương việt tới rồi nếu tôi từ chối phối hợp thì sao vậy tôi e là đành phải thực hiện một số biện pháp cưỡng chế bên ngoài đột nhiên có tiếng đạn bắn người đàn ông có chút giật mình sao lại có tiếng súng thịnh noãn ngay lập tức rút súng ra bắn vào đầu người đàn ông đang uy hiếp mình anh cho rằng vì sao tôi lại nói nhảm với anh lâu như vậy trong nháy mắt hai bên đã nổ súng những người trong nhà nghĩ rằng họ là người ngoài ngăn mang tiểu thư no mần đi còn những người bên ngoài lại nghĩ rằng những người trong nhà là phục kích của thương việt thịnh noãn cầm súng và chạy ra khỏi phòng cô cố gắng trốn ở một chỗ và chờ cơ hội để rời đi chỉ cần trốn qua đêm nay những người đó thế nào cũng không dám ló ra nữa đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xin lỗi ông chủ tôi không muốn chống lại ngài nhưng mà nam tước phiêu thực sự đã cho ngài quá nhiều hắn ta cầm súng chĩa thẳng vào thương việt thịnh noãn vẫn ngồi yên không nhúc nhích tuy mình không ra tay cũng không sao nhưng nếu lúc này mình giải thoát cho anh ta tương lai thương việc tiếp quản gia tộc phiêu nói không chừng vì phần ân tình ngày hôm nay mà giúp leslie thịnh noãn liền ra khỏi chỗ ẩn nấp dùng súng bắn thẳng vào tên thuộc hạ của thương việt đang uy hiếp anh ta viên đạn bắn đúng vào bàn tay đang cầm súng của hắn hắn đau đớn kêu lên trong ánh mắt chứa đựng nỗi khiếp sợ thương việt nhân cơ hội này lập tức cầm lấy súng sau đó lạnh lùng bắn vào đầu hắn ta chân thương việt bị thương lúc này thịnh noãn mới từ chỗ ẩn nấp bước ra sắc mặt cô có chút tái nhợt nghiến răng nghiến lợi chạy ra đỡ thương việt đi mau thịnh noãn cố gắng không để mình nhìn thấy thi thể bên cạnh cô sợ hãi cố ý tránh né thương việt có thể nhận ra sự sợ hãi đó của cô rõ ràng sợ như vậy nhưng cô ấy vẫn đứng ra cứu anh khóa cửa bị người bên ngoài mở ra một nhóm người bước nhanh đi vào trong lòng Thịnh Noãn biết đây là người của Thương Việt. Cô cầm súng hướng về phía cửa, chặn Thương Việt ở phía sau. Đám người bên ngoài đạp cửa xông vào. Sắc khí trên người bọn họ làm Thịnh Noãn giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, ngay sau đó cô đụng phải Thương Việt. Anh ta ôm lấy eo mảnh khảnh của thiếu nữ, từ phía sau nói với cô, "Đừng sợ, là người của tôi." Một người đàn ông cúi đầu trước Thương Việt, "Xin lỗi ông chủ, là sơ suất của tôi, tôi không biết hắn là kẻ phản bội, người nói chuyện căng thẳng đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết ông chủ của mình là người như thế nào?" anh trông nhẹ nhàng và thanh lịch, nhưng lại là kẻ tàn nhẫn và độc ác nhất. Điều anh ta không ngờ là lần này Thương Việt chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi nói, xử lý ổn thỏa đi. Một người khác tiến đến nói, ông chủ, tôi thay ngài xử lý vết thương trước. Thịnh Noãn đang bàng hoàng thì nghe thấy một giọng nói hỏi cô, chưa từng giết người sao, xem ra Leslie bảo vệ cô rất tốt. Nếu đã sợ, vì sao còn muốn cứu tôi? Tôi đang nghĩ, nếu tôi cứu anh, biết đâu anh sẽ đồng ý giúp ba tôi. Cô ngẩng đầu hỏi Thương Việt, anh sẽ giúp tôi chứ? Thương Việt ngồi ở chỗ đó, hơi nhướng mày, như cô thấy đấy, thật ra tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Thịnh Noãn đầy chán nản, quả nhiên, Thương Việt có thể đi đến bước này thì sao có thể làm ra những chuyện không não kia được, cũng có thể là do mình không có mệnh của nữ chính, nếu không dựa vào mấy lần cứu anh ta, có lẽ anh ta sẽ không ngần ngại mà lên núi gươm xuống biển lửa vì mình, trong tiểu thuyết toàn là lừa người. Thịnh Noãn đứng dậy mím môi đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói của Thương Việt vang lên, cho tôi suy nghĩ mấy ngày, trước mắt việc giúp Leslie lúc này không có lợi với tôi tôi cần phải có đủ lý do. Thịnh Noãn nghĩ nghĩ, thăm dò nói, nếu không thể giúp, vậy anh có thể đừng giúp người khác đối phó với ba tôi không? Cô gái háo hức nhìn anh, đôi lông mày thanh tú cao quý có chút bất an. Thương Việt nhếch mép cười, được, ngoài ra chỉ cần cô còn ở Bắc Kinh, tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cô. Trong lòng Thịnh Noãn đã có chút thả lòng, tên nam phụ Thương Việt này xem như tạm thời không có tính uy hiếp. Vài ngày sau đó, Thương Việt chuẩn bị một bàn đồ ăn cùng với rượu vang. Thịnh Noãn từ trên lầu bước xuống thì không khỏi ngạc nhiên, anh làm gì vậy, tối nay anh không đi nữa sao? Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi cũng không có bạn bè gì, cùng nhau ăn không? Anh cũng không nhắc trước, nên tôi không có thời gian chuẩn bị quà. Thương Việt chỉ cười nói, không cần đâu, uống một ly với tôi xem như là quà rồi. Thịnh Noãn biết cảm giác đón sinh nhật một mình là như thế nào, cho dù quà cáp hàng đống cũng không cách nào xua tan nỗi thất vọng trong lòng. Cô đi tới ngồi đối diện Thương Việt, cầm ly rượu lên, sinh nhật vui vẻ. Thương Việt mỉm cười, cụng ly với cô rồi cúi đầu thịnh noãn có chút kỳ quái hỏi sao trông anh chẳng vui gì hết vậy anh thắng rồi cũng không còn nỗi lo về sau chẳng lẽ không nên vui mừng sao tôi cũng đã nói rõ ham muốn của con người là vô tận thịnh noãn mặc kệ anh ta muốn gì trực tiếp cầm ly rượu lên uống tiếp uống được hai ly cô liền đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh cô bám vào cái bàn chỉ thấy hoa mắt chóng mặt rượu này cũng mạnh quá đi thương việt lo sợ cô ngã liền vươn tay ra đỡ lấy thịnh noãn anh dừng một chút cúi người bế ngang cô lên cô say rồi tôi đưa cô về phòng. Thương Việt bế thịnh noãn thẳng lên lầu, sau đó đặt cô lên giường. Anh cũng không đứng dậy, tay vẫn đặt bên người cô gái, lặng lặng nhìn cô, thịnh noãn. Thịnh noãn mở mắt ra nhìn anh, có chút khó hiểu. Thương Việt thẳng thắn nói với cô, em đi theo tôi, tôi sẽ giúp ba em, em thấy sao? Ý thức thịnh noãn có chút mơ hồ, cô ngồi dậy đẩy anh ta ra, đừng, chị đây không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Không để ý đến sự kiêu ngạo của tiểu tử say rượu này, Thương Việt liền hỏi tại sao vậy? bởi vì còn có vô số tiểu thịt tươi đang đợi chị đi giải cứu. Cô tham vọng thật, nói đi, cô đã cứu bao nhiêu tiểu thịt tươi rồi. Nếu anh muốn nói về vấn đề này, vậy thì tôi sẽ không buồn ngủ nữa. Thương Việt chờ cô nói tiếp nhưng sau một khắc liền phát hiện, trên giường người đã ngủ lăn ra, hô hấp cũng trở lên đều đều, anh lặng lẽ ngồi nhìn cô, sau đó tặc lưỡi, đứng dậy bước ra ngoài. Sáng ngày hôm sau khi Thịnh Noãn tỉnh dậy thì liền nhận được thông báo từ hệ thống, bệnh tình của mẹ Diệp Nam hành chuyển biến xấu đi, đang cấp cứu. Cô vội vã chạy đến bệnh viện, Bước chân Thịnh Noãn dừng lại, đôi mắt cũng chứa một tầng nước. Bác sĩ nói với Diệp Nam Hành, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Diệp Nam Hành giữ người ở đó trong giây lát, Thịnh Noãn thấy anh sắp ngã thì chạy vội đến đỡ lấy anh. Trái tim của Diệp Nam Hành đau đớn, anh đưa tay ôm cô vào lòng mà không nói một lời. Thịnh Noãn cũng giữ người một lúc, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Cô vụng về an ủi Diệp Nam Hành, "Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ ở với cậu." Sau đó với sự giúp đỡ của Thịnh Noãn mà Diệp Nam Hành đã an táng xong cho Diệp Uyển. 15 ngày sau, cuộc sống của Diệp Nam Hành với Thịnh Noãn lại trở về bình thường. Diệp Nam Hành làm thêm tại một quán trà sữa, các cô gái đến mua hàng thì đều bị anh thu hút mà tiến đến làm quen, "Anh ơi thêm quy chát đi, sau này bọn em sẽ dẫn bạn đến uống." Diệp Nam Hành đành phải lấy một lý do ra để từ chối, "Xin lỗi, bạn gái tôi không cho phép." Bên ngoài cửa đúng lúc này Thịnh Noãn xuất hiện, "Tôi tới đón cậu tan làm đây." Diệp Nam Hành nhìn thấy cô thì mừng rỡ như gặp được cứu tinh. Mấy cô gái vừa xin quy chát liền đen mặt lại, "Xin lỗi vì đã làm phiền." Thịnh Noãn nhìn anh trêu chọc, cậu thu hút người khác như vậy, nếu tự mở cửa hàng chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt đấy. Diệp Nam Hành có chút ngại ngùng bành quay mặt đi, tôi đi thay đồ trước. Thịnh Noãn liền hỏi hệ thống, giá trị hắc hóa của Diệp Nam Hành đang là bao nhiêu? Giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ Diệp Nam Hành là 10%. Thịnh Noãn vô cùng phấn khích, hiện giờ hy vọng Leslie cố gắng hơn nữa, đừng thất bại nữa. Buổi tối, sau khi ăn xong, hai người họ lang thang trong một công viên gần đó. Trong công viên, một ông già đang chơi vĩ cầm. Thịnh Noãn thấp giọng thở dài, nếu cuộc sống này cứ luôn nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy. Một cánh hoa bay rơi trên đầu Thịnh Noãn. Diệp Nam Hành quay sang nói với cô, "Đừng cử động, cánh hoa rơi trên đầu cậu rồi." Anh mải nhìn cô mà ngơ ngẩn cả người, cô ấy thật xinh đẹp, trông cứ như búp bê vậy. Thịnh Noãn theo bản năng liền mở mắt ra, thấy Diệp Nam Hành đang ở rất gần cô, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh có chút khẩn trương. Hầu kết của Diệp Nam Hành di chuyển, và anh nhìn xuống môi cô. Thịnh Noãn có chút sững sờ, sau khi chớp mắt Diệp Nam Hành đã quay đầu lại hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng anh lại trần chọc mãi không chịu buông ra. Tiểu thịt tươi đã chủ động rồi, thịnh noãn cũng phải nhiệt tình mà đáp lại anh. Một lúc sau, Diệp Nam Hành hoảng sợ đẩy cô ra, thở hồn hền, trong mắt tràn đầy vẻ kiềm chế. Thịnh noãn cười khúc khích như một con cáo nhỏ, Diệp Nam Hành, cậu trong sáng quá. Diệp Nam Hành nhìn cô cười dữ dội và anh không ngừng nhìn vào môi cô. Không nhịn được nữa, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. Chiếc máy ảnh gần đó đã chụp được cảnh này trong căn hộ của mình thương việt lẳng lặng nhìn bức ảnh vừa nhận được trong công viên tăm tối yên tĩnh chàng trai kìm lòng không được mà nóng nảy hôn cô gái trong lòng mình thương việt không khỏi thầm nghĩ thịnh noãn từ chối mình là vì cậu ta sao thịnh noãn trở về thì thấy anh ta đang ngồi ở nhà sao anh lại ở nhà vậy gần đây không phải rất bận sao thương việt cầm máy tính bảng đến trước mặt cô không phải cô muốn biết tình hình của leslie à thịnh noãn lập tức cầm lên xem không ngờ tình hình của leslie đã nguy cấp như vậy rồi thương việt dựa lưng vào ghế sofa cười Thịnh Noãn, cô chia tay với bạn trai nhỏ của cô đi, đừng đi gặp cậu ta nữa, chỉ cần cô ở bên tôi, tôi sẽ có thể giúp cô cứu Leslie. Thịnh Noãn nhất thời không biết nói gì, nếu mình đồng ý, vậy Diệp Nam Hành phải làm thế nào đây, cậu ấy vừa mất mẹ, nếu lúc này mình lại bỏ rơi cậu ấy thì có sao không? Nhưng nếu không đồng ý, lỡ như thương Việt không chịu để yên, tới lúc đó không chỉ mình mà còn cả Leslie cũng sẽ xong đời, rất có thể sẽ kéo cả Diệp Nam Hành vào. Tạm thời chỉ đành có lỗi với cậu thôi Diệp Nam Hành, Thịnh Noãn liền đưa ra quyết định, nhưng tuổi tôi còn nhỏ không thể làm ra chuyện gì biến thái với anh đâu. Thương Việt không ngờ cô lại nghĩ nhanh như thế, nghe cô nói vậy không khỏi nhớ mày, yên tâm, trước khi cô 20 tuổi, tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Vậy sau 20 tuổi thì sao, tên đáng ghét không biết xấu hổ. Cô lại lên tiếng hỏi, sao tôi biết có phải anh thật lòng giúp tôi không, lỡ như anh cứ kéo dài thời gian, Thương Việt mỉm cười, nếu tôi cố ý trì hoãn, chưa đầy một tháng, Leslie thua là cái chắc. Yên tâm đi, tôi không muốn khiến cô hận tôi đâu. Thịnh Noãn cuối cùng cũng gật đầu mà bắt tay anh ta, "Được, thành giao." Nói xong cô xoay người rời đi, Thương Việt vẫn đứng im đó nhìn cô, đưa bàn tay mình lên người, anh ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô gái vừa chạm vào bàn tay mình. Vài ngày sau đó Thịnh Noãn không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của Diệp Nam Hành, ngày thứ ba, anh chặn cô ở cổng trường, Thịnh Noãn không khỏi nặng nề, sau vài phút do dự cuối cùng cũng phải nói ra, "Chúng ta chia tay đi." Diệp Nam Hành trong mắt nhất thời có tia trống rỗng, anh sững sờ hỏi, "Vì sao vậy?" là tớ làm sai gì sao, nếu là vậy, lẽ ra cậu nên nói với tớ." Thịnh Noãn không dám nhìn vào mắt anh liền quay mặt đi và nói thẳng, "Không có, không phải vấn đề ở cậu, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau thôi." "Vì sao lại không hợp, trước đó chẳng phải vẫn còn tốt sao?" Thịnh Noãn bất ngờ nhìn thấy chiếc xe từ từ đậu bên đường, đó chính là xe của Thương Việt. Cô vội vàng hất tay Diệp Nam hành ra, "Cứ vậy đi, tôi còn có việc." Sau đó Thịnh Noãn ngồi lên chiếc xe của Thương Việt trước mắt Diệp Nam hành. Vừa ngồi vào chỗ Thương Việt liền nói với cô, tối mai đi dự tiệc cùng tôi, thịnh noãn cũng không có lý do để từ chối. Bên ngoài, Diệp Nam Hành từ từ thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống và im lặng. Ngày hôm sau, thịnh noãn cùng Thương Việt đi dự tiệc tối, nhưng cô không ngờ lại gặp Diệp Nam Hành làm thêm ở đây. Thịnh noãn chỉ muốn đi hướng khác nhưng đã bị Thương Việt kéo lại, em trốn cái gì. Diệp Nam Hành dừng lại trước mặt cô, cô gái trước mặt mặc đồ sang trọng, trang sức châu báu tinh xảo, anh mí môi để ép mình không nhìn thấy cô nắm tay người khác. Thịnh Noãn chưa kịp nói chuyện, Thương Việt bên cạnh đã lên tiếng, "Noãn Noãn, vị này là ai vậy?" Cảm giác được Thương Việt âm thầm uy hiếp, Thịnh Noãn nhẹ nhàng thở ra một hơi cam chịu nói, "Bạn học của tôi." Thương Việt mỉm cười, "Ồ, thì ra là bạn học." Diệp Nam Hành im lặng một lúc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi cô, "Chỉ là bạn học thôi sao?" Thịnh Noãn đau lòng quay mặt đi, "Xin lỗi Diệp Nam Hành." "Tôi không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân, cậu có nỗi khổ tâm đúng không?" Thương Việt ở bên cạnh đột nhiên nói, "Noãn Noãn, em không thể cứ tùy hứng đi trêu chọc người khác như vậy được. Thương Việt ký một tấm sách rồi nói với Diệp Nam Hành, xin lỗi, noãn noãn bị chiều hư từ nhỏ nên đã làm ra những chuyện tùy hứng không có chừng mực. Chuyện của hai người là do cô ấy nhất thời ham chơi, xin cậu thứ lỗi. Đây là bồi thường cho cậu. Như nói đi cũng phải nói lại, cho dù thế nào đi nữa, làm người phải có liêm sỉ, tự mình biết mình, cứ quấn mãi không buông trông khó coi lắm, cậu nói xem có đúng không. Thịnh noãn âm thầm nghiến răng, nói con mẹ anh ấy. Diệp Nam Hành không nhìn Thương Việt mà lặng lẽ nhìn Thịnh Noãn, giọng điệu anh rất bình tĩnh, "Noãn Noãn, tôi muốn nghe cậu nói." Diệp Nam Hành, tôi xin lỗi, Thịnh Noãn biết, với thủ đoạn và thế lực của Thương Việt, hiện giờ cô căn bản không thể nào chống lại được." Thương Việt đứng bên cười nhẹ, "Sau này đừng đùa giỡn tình cảm của người khác nữa nghe chưa." Thịnh Noãn thận trọng ngẩng đầu lên, trong lòng đầy chua xót. Diệp Nam Hành cũng nhìn cô, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, anh cúi đầu im lặng bỏ đi. Diệp Nam Hành vừa đi vừa cởi cà vạt, phía sau một ông lão chống nặng đang đuổi theo rồi gọi anh cậu bé cậu bé diệp nam hành dừng lại và hơi cau mày có chuyện gì vậy đây chính là người đứng đầu khánh thị ông chủ khánh nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt mà lẩm bẩm giống thật sự là quá giống ông ta lấy hết can đảm hỏi diệp nam hành cậu bé trên chân của con có phải có một vết bớt hình lưỡi liềm không diệp nam hành giữ người trong giây lát vài ngày sau thịnh noãn nhận được tin tức của mẹ cô noãn noãn ba con đã không sao nữa rồi cô không giấu nổi sự vui mừng thật sao ạ nhưng bên phía thương Việt rõ ràng còn chưa bắt đầu mà. Bên trong điện thoại là giọng nói của mẹ cô, là thật đó, trước buổi tiệc sau khi ba con nghe thấy lời nhắc nhở của con đã sắp xếp đường lui, tuy không tránh khỏi việc bị trúng độc, nhưng cũng có thể mượn cơ hội lần này đánh bại Stephen hoàn toàn, hiện giờ chúng ta an toàn rồi, ba con đã phái người đến đón con, chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Thịnh noãn nhét đồ vào ba lô chuẩn bị rời đi. Quá tốt rồi, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa, cũng không cần phải tiếp tục làm giao dịch với thương Việt nữa vừa định khoác ba lô đi ra ngoài thương việt đã đứng trước mặt cô thịnh noãn có chút tức giận tránh ra giao dịch của chúng ta kết thúc rồi thương việt khẽ cau mày tôi biết cô không nuốt lời cũng đang giúp ba cô rồi thịnh noãn không chút do dự nói bây giờ không cần anh giúp nữa thương việt vừa giận vừa buồn cười không cần là có thể trở mặt sao không cần anh giúp nữa còn cần tranh luận với anh làm gì có phải anh có bệnh không có lẽ cũng hơi có bệnh thật thứ tôi muốn bất luận thế nào cũng phải có được thịnh noãn liền đẩy mạnh anh ta ra Vậy cái bệnh này của anh nên chữa đi. Cái đồ không có lương tâm, cô muốn đi cũng không sao, con người tôi rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn cái quỷ, thịnh noãn mắng một tiếng, quay người bỏ đi không thèm quay đầu lại. Cuối cùng cũng có thể đi tìm chàng trai tuyệt vời của mình rồi, hệ thống, xem Diệp Nam Hành đang làm gì? Hệ thống liền thông báo cho cô, Diệp Nam Hành đã nhận ông cụ, đã trở về Khánh gia. Sao về nhanh vậy? Diệp Nam Hành là đứa trẻ duy nhất của Khánh gia, nhất định sẽ nhận được sự yêu thương từ họ, hiện tại cậu ta chắc sẽ không muốn gặp mình đâu dù sao thì trong mắt cậu ta mình chỉ là một đứa tùy ý đùa dưỡng tình cảm của cậu ta mà thôi thịnh noãn từ dịch vụ khách hàng đã biết được diệp nam hành trở về khánh gia ngày thứ hai đã bị người ta đầu độc hôm nay vừa xuất viện tối nay khánh gia tổ chức tiệc rượu ở biệt thự xác suất ký chủ gặp được diệp nam hành sẽ càng lớn vị trí của khánh gia là ở trung tâm thành phố các tòa nhà tương đối cổ điển nhưng lại là một tấc đất tấc vàng đón tiếp khách mời không phải là nhân viên phục vụ mà là đích thân quản gia của khánh gia khánh lão gia bồi hồi nhớ lại chuyện xưa năm đó một nhà ba người chúng ta khi ra ngoài đã gặp phải bọn bắt cóc ba mẹ cháu đều không còn cháu cũng sống chết không rõ ông khó khăn lắm mới tìm được cháu a à hành a à cháu yên tâm tối nay ông sẽ tuyên bố với toàn bộ vòng tròn bắc kinh cháu là người thừa kế chính thống của khánh thị để ông xem sau này còn ai dám có âm mưu gì với cháu một người hầu cung kính đi tới nói ông chủ tiểu thiếu gia có tiểu thư thịnh loãn tới tìm tiểu thiếu gia. diệp nam hành ánh mắt đột nhiên sáng lên nhưng sau đó anh nhớ tới cái gì lại chậm rãi trầm mặc Thịnh Noãn ngồi ở khu vực ghế sofa và đợi Diệp Nam Hành, cô chán nản nhìn cảnh tiệc tùng. Một người đàn ông ăn mặc như một cầu nam nhân đi về phía cô với một ly rượu, "Tiểu thư, cô đi một mình sao?" Thịnh Noãn không muốn giao tiếp với loại người mặt đỏ mắt hồng như hắn ta, cô vội quay mặt bỏ đi. Người đàn ông liền cầm chặt tay cô tức giận nói, "Cho cô mặt mũi cô lại không cần, đừng tưởng tôi không biết những người đi dự tiệc ở đây đều là để đào mỏ." Thịnh Noãn giơ tay tát thẳng mặt hắn ta, nhìn cho rõ, ai mới là người có tiền hắn đang định xông lên đánh thịnh noãn thì một bàn tay từ phía sau giữ chặt hắn ta lại người đàn ông quay lại nhìn thì không khỏi giật mình khánh tiểu thiếu ra diệp nam hành lạnh lùng thốt ra một chữ cút hắn ta sợ hãi chạy đi vâng vâng tôi cút ngay đây hạ tôi cút ngay đây khánh quản gia nói với các vị khách tôi xin lỗi làm phiền các vị khách quý rồi ạ à. xin mời mọi người tiếp tục thịnh noãn đã suy nghĩ rất lâu khi gặp diệp nam hành cô sẽ nói gì như đứng trước mặt anh cô lập tức quên mất mình nghĩ ra điều gì và vô thức hỏi anh cậu sao vậy sắc mặt trông khó coi vậy, bị ốm rồi sao? Vẻ mặt Diệp Nam Hành rất lạnh lùng mà né tránh cô. Thịnh Noãn lên tiếng giải thích, mấy ngày trước không phải tôi cố ý làm như vậy với cậu đâu, trong nhà tôi có chuyện, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ anh ta, thế nên mới không thể không nghe theo anh ta, tôi cũng không phải là muốn chơi đùa tình cảm của cậu đâu, thật đó. Tôi biết là tôi không đúng, thế nên ngay lập tức đã tới tìm cậu để xin lỗi. Diệp Nam Hành, xin lỗi cậu. Lông mi của Diệp Nam Hành khẽ run lên, sau một lúc lâu anh rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu hờ hững, chắc cậu sẽ không tưởng. Nói vài câu với tôi là tôi lại tha thứ cho cậu, để cậu tiếp tục trêu chọc tôi chứ. Nếu là như vậy, vậy thì cậu đánh giá quá cao về bản thân mình rồi. Trái tim thịnh noãn như đông cứng lại, có chút xấu hổ. Số tiền trước đây tôi mượn cậu, tôi sẽ cho người trả cả tiền lãi cho cậu, vậy giờ cậu có thể đi được chưa? Thịnh noãn giữ người, và cuối cùng im lặng, bỏ đi, giờ cậu ấy đang rất giận, sau này lại nghĩ cách vậy. Cô miễn cưỡng nói với anh, Diệp Nam Hành, tôi đi đây. Diệp Nam hành mặt không biểu cảm gì, Thịnh Noãn bực bội xoay người bước ra ngoài. Một chiếc xe ô tô đã ở đó đợi cô, SWAT xuống xe mở cửa cho Thịnh Noãn, "Tiểu thư Norman, máy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ, à. tôi được lệnh đón cô về nhà." Ngay lúc này cô nhận được thông báo của hệ thống, "Ký chủ cẩn thận, người của Stephen cũng tới rồi." Một viên đạn bắn vào người của SWAT, anh ta vội vàng nói với cô, "Cô mau đi đi." Thịnh Noãn ngay lập tức bị tóm gọn, cô vùng vẫy nhưng sức lực của cô nhỏ bé như một con gà trước những tên bắt cóc. Ở phía xa, Thương Việt nhìn thấy hết những cảnh này, anh ta liền gọi điện huy động người của mình, gọi hết người đến đây, tăng tốc tập hợp lại với tôi. Vị quản gia của Khánh Gia bước đến bên cạnh Diệp Nam Hành thông báo với anh: Tiểu thiếu gia, vị tiểu thư thịnh noãn kia đã bị bọn xã hội đen dùng súng bắt đi rồi ạ. À. Diệp Nam Hành đột nhiên giữ người, ly rượu rơi xuống đất. Trên một mỏm đá gần biển, thịnh noãn ngã ngồi dưới đất, một chiếc điện thoại di động rơi lên, tên bắt cóc đang nói chuyện với ba của cô, ngài Leslie. Sau ba phút nếu chúng tôi không có được thứ mà chúng tôi cần. Vậy thì trốn trở về của tiểu thư Norman chính là biển khơi dưới vách núi sau lưng cô ta. Leslie Norman tức giận quát lên, tôi đã ký tất cả tài liệu mà các người gửi tới rồi, thả con gái tôi ra, không được đụng vào con bé. Rất tốt, vậy bây giờ xin ngài Leslie hãy lấy súng trong ngăn kéo ra, hôm nay sẽ có một viên đạn cướp đi một sinh mạng, còn là ngài hay tiểu thư Ivy, do ngài tự quyết định. Thịnh Noãn sững sở. Leslie cũng sững sở trong video. Leslie lên tiếng nói, các người có bảo đảm sau khi tôi chết sẽ thả con gái của tôi ra không? tên bắt cóc cười lạnh một tiếng ngài không có quyền lựa chọn không phải sao ngài còn một phút 30 giây trong video leslie đã cầm sẵn khẩu súng trên tay ivy con gái của ta nhắm mắt lại đừng nhìn con chỉ cần nhớ ba yêu con thịnh noãn cố gắng đứng dậy và lắc đầu đừng con xin ba đừng làm như vậy thịnh noãn hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng có thể bảo vệ an toàn cho cô không sau một hồi phân tích hệ thống thông báo cô có thể được an toàn thịnh noãn chỉ có thể cược một ván cô là điểm yếu của leslie Bọn chúng sẽ không nổ súng bắn cô, nếu đã như vậy thì chỉ liều mạng thôi. Thịnh Noãn bất ngờ đứng bật dậy và quay người bỏ chạy. Những tên bắt cóc vội vã đuổi theo cô. Thịnh Noãn có chút sợ hãi nhưng cô không còn cách nào khác đành phải lao thẳng xuống dưới biển. Người của Diệp Nam Hành vừa đuổi theo đến đây, anh vừa xuống xe đã nhìn thấy cảnh đó, lập tức liều mạng lao về phía trước gọi tên cô, "Thịnh Noãn." Quản gia và vệ sĩ phía sau vội vàng ngăn anh lại, Diệp Nam Hành đỏ cả mắt sẽ dội như điên, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được. Anh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hai mắt nhất thời tối sầm lại. Diệp Nam Hành vừa bị chúng độc vẫn chưa hồi phục, hiện giờ lại rơi vào trạng thái hôn mê, tình hình vô cùng cấp bách, người của Khánh gia không thể chậm trễ, mau đưa tiểu thiếu gia về. Thương Việt ngồi trong xe cũng giữ người ở đó, thịnh noãn cô ấy nhảy xuống rồi sao? Nếu không phải tại mình bám theo cô ấy, vệ sĩ của cô ấy cũng sẽ không vì để ý mình mà cho những tên bắt cóc kia tận dụng thời cơ, vậy nên là mình đã hại chết cô ấy. Thương Việt gần lên từng chữ, phái người đi tìm, tìm hết toàn bộ biển, bây giờ đi ngay. Người của Thương Việt, Cùng với Khánh Gia nhà Norman đã tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn chưa thể tìm thấy Thịnh Noãn. 5 năm sau, tại khoa học công nghệ Khánh Vân Chi nhánh Hải Thị, sau khi kết thúc cuộc trao đổi khoa học công nghệ, Phó tổng bộ phận mua hàng khoa công nghệ Khánh Vân, Đường Thủ Bình đang trao đổi với đối tác, báo cáo cuộc trao đổi vừa rồi của tiểu thư IV rất xuất sắc, như nói thực thì giá sản phẩm thông minh này của quý công ty quá cao so với nhu cầu của chúng tôi, rất nhiều tính năng không cần thiết, vậy nên nói một cách tương đối thì giá cả không cao như vậy. Thịnh Noãn mỉm cười nhìn ông ta, Đường Tổng ở ngành này của chúng tôi ngày nay thứ mà người ta yêu cầu là tính năng chứ không phải cái gọi là giá cả dù sao chi phí bảo trì cho một lần cắt điện cũng vô cùng cao mà sản phẩm của chúng tôi có thể tối đa hóa việc giảm tổn thất do cắt điện tiểu thư iv tuổi còn trẻ tờ đơn này nếu hoàn thành nhất định sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn phải không cho dù có thành hay không cũng là rèn luyện tôi không nghĩ nhiều như vậy sao có thể không nghĩ vậy được chứ ở trên thương trường thứ người ta thiếu nhất chính là một cơn gió có thể khiến người ta thăng chức nhanh chóng con người tôi sẵn sàng cho những người trẻ tuổi cơ hội nhất đấy vừa nói bàn tay của ông ta liền đặt lên vai thịnh noãn đầy mờ ám cô không ngần ngại dùng lực bóp chặt tay ông ta vậy thì tôi cảm ơn ý tốt của đường tổng hắn ta tức giận nói lớn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy cô không biết tốt xấu tiểu thư iv xin cô tự trọng tổ trưởng của thịnh noãn khâu thiếu thông thấy ồn ào thì vội chạy đến hỏi đường tổng sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao cô ta nhân lúc tôi giới thiệu sản phẩm đã làm ra hành động ái muội sau khi bị tôi từ chối thì lại thẹn quá hóa giận nói muốn hủy hoại danh tiếng của tôi. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán, trẻ tuổi sao mà không học hành đàng hoàng, ba mẹ dạy kiểu gì vậy, uổng cho cái mặt xinh đẹp thế kia, đúng vậy, không biết xấu hổ. Thịnh noãn không khỏi tức giận, đúng là cáo giả, tẩy trắng cho mình ngay được, còn nhân tiện chặn đường lui của mình nữa. Khâu thiếu thông liền dục thịnh noãn, cô còn ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi đường tổng đi, có phải cô muốn làm hỏng dự án của công ty không? Nếu các người đã cảm thấy tôi có vấn đề, vậy thì cứ báo cảnh sát kiểm tra camera giám sát đi đường thủ bình giận dữ tiến về phía thịnh noãn hắn giật lấy điện thoại trên tay cô rồi lớn tiếng nói chút chuyện nhỏ này mà báo cảnh sát cái gì đột nhiên chuyển đến bước chân hỗn độn kèm theo vài giọng nói khánh tổng là khánh tổng thịnh noãn quay ra nhìn thì không khỏi giật mình diệp nam hành cũng sững sờ nhìn cô thịnh noãn có chút xấu hổ không biết đối phương có còn nhớ mình nữa không vì vậy liền lên tiếng trước diệp nam hành tôi là thịnh noãn anh nhớ không lông mi diệp nam hành run lên Cuối cùng anh cũng tìm được giọng nói của mình. Tôi nhớ, hóa ra cô ấy còn sống. Còn đang cười với anh nữa, bao nhiêu đêm bị dày vò như vậy, sao anh có thể không nhớ được chứ? Diệp Nam hành nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thịnh noãn do dự việc nói hay không? Dù sao thì họ cũng đã 5 năm không gặp, và lần cuối cùng bọn họ chia tay cũng không được tốt lắm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diệp Nam Hành, cô liền thay đổi quyết định, hôm nay mình nhất định phải xử lý người này. Cô chỉ tay về phía đường thủ bình và nói, ông ta có ý đồ quấy rối tôi còn muốn trả đũa, Cậu có thể bảo người kiểm tra camera giám sát. Diệp Nam hành không chút do dự nói, "Được, tôi sẽ xử lý." Anh quay sang ra lệnh cho trợ lý tử, đường thủ bình mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân có chút mềm nhũn, nếu biết người phụ nữ này quen Khánh tổng thì ông ta đã không trêu chọc, lần này tiêu rồi. Diệp Nam hành hẹn thịnh noãn vào văn phòng ngồi một lát nói chuyện, trong văn phòng yên tĩnh, thịnh noãn cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên ghế sofa, khi đó hệ thống nói giá trị hắc hóa của Diệp Nam hành đã xuống đến 30%, nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy nên những năm này cô cũng không chủ động đi tìm cậu ấy, hôm nay lại đột nhiên đụng mặt có hơi ngại. Ngồi phía đối diện, Diệp Nam Hành lên tiếng hỏi Thịnh Noãn trước, mấy năm nay cậu thế nào? Thịnh Noãn cười đầy ngại ngùng, thực ra 5 năm, năm trước người của ba mẹ tôi đã tìm thấy tôi rồi. Ba mẹ tôi bởi vì đề phòng lực lượng tàn dư của Stephen nên đã đánh chú ý lên người tôi, tương kế tự kế tổ chức tang lễ cho tôi. Lực lượng tàn dư của Stephen sau khi bị xóa sổ hoàn toàn, tôi mới có thể dùng cái tên Ivy để trở về nước. Chuyện đại khái chính là như vậy đó. Xấu hổ quá ha chuyện của cậu tôi nghe nói rồi mấy năm nay cậu rất giỏi vận hành khánh thị rất tốt ba tôi còn hay khen cậu nữa đó diệp nam hành cảm thấy bối rối thế nên cô ấy vẫn luôn biết mình đang ở đâu nhưng lại chưa từng đến tìm mình là đang hận mình sao chắc chắn là như vậy năm đó cô ấy chạy tới tìm mình lại bị mình đuổi đi trước đám đông sau đó thì xảy ra chuyện diệp nam hành trầm mặc rồi nhỏ giọng nói chuyện năm đó là tôi không tốt thịnh loãn cho rằng anh không thoải mái nên chủ động nói không sao khi đó cũng là tôi không đúng trước đều đã qua rồi chúng ta đừng nghĩ đến nó nữa diệp nam hành cảm thấy hơi lo lắng và bối rối đều đã qua rồi vậy còn chuyện giữa họ đối với cô ấy có phải cũng qua nốt rồi không thế nên cô ấy mới nghĩ anh sẽ quên đi cô ấy vậy có phải cô ấy cũng sắp quên anh không hai người im lặng một hồi lâu thịnh noãn ngước mắt nhìn người ngồi đối diện cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy còn trưởng thành nam tính hơn trước nữa không được không được còn nhìn nữa là đổ đấy thịnh noãn ho khan một tiếng rồi đứng dậy vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây Diệp Nam Hành bất chợt nắm lấy tay cô, để lại số điện thoại đi, sau này thường xuyên liên lạc. Được, nhưng điện thoại của tôi vừa hỏng rồi, lát nữa đổi cái mới mới có thể liên lạc được. Ánh mắt Diệp Nam Hành vẫn chăm chú nhìn cô, như thể nếu chớp mắt một cái sợ rằng cô sẽ lại biến mất. Thịnh Noãn nhìn anh rồi cười nói, giờ chắc cậu cũng rất bận, tôi không làm phiền cậu nữa. Diệp Nam Hành mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng, để tôi tiễn cậu. Diệp Nam Hành đi theo cô đến bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe bị hỏng của Thịnh Noãn anh khẽ cau mày. Cậu có eo hẹp về tài chính không?" Thịnh Noãn mỉm cười, "Không có, tôi là một thực tập sinh ở công ty của gia đình tôi, phải khiêm tốn." Diệp Nam Hành gật đầu, "Được, cậu lái xe chậm chút." Sau khi hai người nói lời tạm biệt, Thịnh Noãn lái xe đi. Diệp Nam Hành vẫn đứng đó nhìn theo khi chiếc xe đi khuất. Lúc lái xe trở về, Thịnh Noãn không ngừng tán gẫu với bộ phận chăm sóc khách hàng, "Diệp Nam Hành thật sự rất tốt, trong cậu ấy không hận tôi chút nào, nếu có thể lại làm người yêu thì tốt." Nhưng có vẻ vô vọng rồi, cậu ấy trông không giống như muốn lại tiếp tục. Diệp Nam hành vẫn là cậu bé đáng thương hai bàn tay trắng như hồi trước thì tốt, nhưng giờ cậu ấy đã là ông chủ. Một ngày sau tại chi nhánh Hải thị, Thịnh Noãn bước vào phòng tổ trưởng Khấu Thiếu Công rồi lên tiếng nói: "Tôi nghe nói khoa học công nghệ Khánh Vân đã đặt hàng, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhờ tổ trưởng ký vào đơn xét duyệt hợp đồng được, vì thế nên tôi tự mình tới xem." Hạng mục này là do hai người chúng ta cùng làm, tôi là tổ trưởng nên tất nhiên tôi sẽ là người phụ trách chủ yếu, thế này đi, nếu cô không đồng ý thì ký tên bên cạnh cũng được." Thịnh Noãn trực tiếp cười giận dữ từ đầu tới cuối hạng mục này khấu thiếu thông chưa từng nhúng tay vào, bây giờ lại muốn ngồi không hưởng lợi. Thịnh noãn không ngần ngại mà nói với anh ta, anh cùng làm với tôi sao, hay là chúng ta gọi những đồng nghiệp khác tới phân xử đi, hay là xem trong camera giám sát, khi tôi tăng ca một tuần để làm hạng mục này, anh ở đâu? Ivy, cô đang uy hiếp tôi à, đây chính là thái độ làm việc của một người mới đối với cấp trên của mình sao? Mới vào làm đã làm trái ý cấp trên, còn muốn chuyển ra ngoài, cô nghĩ sau này còn có thể tìm được việc à, Ivy, cô ra ngoài trước đi trong mắt thịnh noãn đầy vẻ châm chọc cô phớt lờ đi ngay lúc đó tổng giám đốc công ty con của chi nhánh hải thị trung khải bước vào tôi có chuyện muốn nói với tổ trưởng của các cô thịnh noãn nhìn thấy ông ta thì liền lên tiếng trung tổng ngài đến đúng lúc lắm trung khải biết thịnh noãn đang định nói gì ông ta liền ngắt lời cô tôi biết chuyện rồi không cần cô nói lại lần nữa đâu nếu cô không phục thì cứ đi làm thủ tục từ trước đi ánh mắt thịnh noãn đầy vẻ giận dữ lẽ ra mình nên nghĩ tới chuyện những người này mượn vỏ bọc phục vụ cho công việc dùng chi phí của công ty ăn uống còn bắt nạt nhân viên làm giả thành tích. Thân làm tổng giám đốc, Trung Khải sao có thể không biết, chỉ có thể nói rõ cho bọn họ quyền lợi thể cộng đồng thôi. Nếu đã như vậy, vậy mình cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Thịnh Noãn lạnh lùng nói với bọn họ, nếu các người đã cùng một ruột với nhau vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Khâu Thiếu Công bật cười thành tiếng, cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, ra vẻ cái gì. Ngay lập tức Thịnh Noãn gọi điện thoại cho ai đó, Khâu Thiếu Công và Trung Khải chỉ nghe thấy cô nói làm nhảm. Đúng, chi nhánh Trung Quốc, công ty con Hải Thị, cho trung khải cút đi người khác sao không cần tôi tự mình xử lý trung khải tức giận đuổi thịnh noãn ra ngoài cô ra vẻ đủ chưa đủ rồi thì đi đi thịnh noãn xoay người đi ra ngoài còn không quên ngoảnh mặt lại cười nói đang đợi thư sa thải của ông đấy làm bộ làm tịch đầu óc cô ta có vấn đề à nửa tiếng sau xảy ra chuyện gì vậy sao lại đột nhiên gọi tất cả ban quản lý đến họp thế trợ lý đặc biệt của trụ sở chính tới rồi chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn một vị quản lý cao cấp của công ty đưa cho trung khải một tờ giấy Xin chào ngài Trung, đây là thư sa thải của ngài, xin ngài hãy mau chóng bàn giao công việc. Ánh mắt mọi người chợt sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện giờ xin giới thiệu với mọi người một chút, tổng giám đốc mới của công hải thị chi nhánh Trung Quốc, tiểu thư IV. Thịnh noãn từ bên ngoài cửa bước vào. Chào mọi người, bắt đầu từ hôm nay văn phòng chi nhánh hải thị sẽ do tôi toàn quyền phụ trách, hy vọng sau này mọi người có thể vui vẻ với nhau trong công việc. Trung Khải cứng đờ cả người, chân tay bùn rùn không tin những gì đang xảy ra trước mắt, thật không ngờ cô gái này lại có quyền lực như vậy. Ngày hôm sau, Thịnh Noãn dẫn người bạn thân của mình là Lâm Tô Tô đi thử một vai diễn, cô quyết định mượn một chiếc xe ô tô xịn hơn của Diệp Nam Hành để đưa cô bạn đi. Ivy, tớ vừa nhận được tin tức nói rằng có rất nhiều nữ minh tinh tuyến một trong nước đều tới thử vai A Trà này. Tớ thấy xác suất tớ được chọn rất nhỏ, thật xấu hổ khi mượn chiếc xe tốt này của bạn cậu. Đừng bi quan như vậy, chỉ cần cậu diễn qua vòng, vai A Trà đó sẽ là của cậu. Bất ngờ có tiếng ai đó gọi tên Thịnh Noãn, cô quay ra nhìn thì thấy đó chính là thịnh miên noãn noãn đã lâu không gặp mấy năm nay em đi đâu vậy chị vẫn luôn không có tin tức của em tôi vẫn luôn ở trong hải thị lâm tô tô nhìn thấy thịnh miên thì không khỏi sửng sốt mẹ ơi thịnh miên nữ chính xuất sắc nhất của năm nay cũng tới rồi thịnh miên nhìn thấy lâm tô tô đứng đằng sau thì cũng đã nhận ra là một đứa diễn viên tuyến 18 chỉ có thể đứng lẫn với đám diễn viên nhỏ bé mà thôi nghĩ vậy cô ta liền thở dài mấy năm không gặp em với cô cũng không liên lạc với nhà chị không ngờ em lại làm trợ lý cho diễn viên Noãn noãn, nếu em đồng ý thì có thể tới làm trợ lý cho chị, như vậy thì chị có thể chăm sóc cho em hơn. Thịnh noãn liền hất tay cô ta đặt trên vai mình ra. Không cần đâu, cô không đủ khả năng mời tôi. Tô tô, chúng ta đi thôi. Người đại diện của thịnh miên nhìn thấy lâm tô tô liền có chút lo lắng, ngoại hình của diễn viên nhỏ này khá phù hợp với vai A trà đấy, chắc cô ta sẽ không trúng vai chứ. Một diễn viên mời nhà tuyến 18 mà thôi, sao có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của tôi được chứ? Và lại nhà sản xuất của bộ phim cảm thấy rất hứng thú với tôi, buổi thử giọng lần này tôi nhất định phải thắng. Bên ngoài phòng thử vai, mọi người đều đang ngồi đợi kết quả sau khi đã thử vai xong. Thịnh Miên có vẻ rất tự tin, những người khác đến thử vai đều bị loại, bây giờ chỉ còn lại ba người là mình. Bạch Thanh và Lâm Tô Tô, hôm nay là ngày cuối chọn vai cho bộ phim, nếu có thể được chọn, vậy thì sẽ phải là một trong ba người. Nhân viên đoàn làm phim đang nói chuyện với Bạch Thanh, Bạch Tiểu Thư, cảm ơn cô đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, vâng, rất mong lần sau được hợp tác. Sao nữ minh tinh tuyến một như Bạch Thanh mà cũng bị loại, vậy thì diễn viên nhỏ ít được biết đến như Lâm Tô Tô càng không thể được chọn chúng. Nhân viên đoàn phim lên tiếng gọi Thịnh Miên, "Thịnh tiểu thư, cô thật sự rất giỏi, nhưng rất tiếc vai a trà của chúng tôi đã có người phù hợp hơn." Lâm tiểu thư, chúng tôi đều cho rằng cô rất phù hợp với vai a trà này, ngày credit sắp tới, xin cô hãy đợi một lát." Lâm Tô Tô không khỏi phấn khích mà reo lên, "Được được, tôi sẽ đợi." Thịnh Miên không tin những gì đang xảy ra. Mình vậy mà lại bị một diễn viên nhỏ tuyến 18 như cô ta giành trước sao? Đúng lúc này cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước tới, đó chính là nhà biên kịch của bộ phim, Thịnh Miên đã gặp anh ta vài lần trước đây. Cô ta hít một hơi, cố gắng duy trì một nụ cười đàng hoàng và tiến lên định chào hỏi, nhưng ngay sau đó Credy đi qua cô ta mà không ngoảnh lại. Anh đi thẳng đến bắt tay Thịnh Noãn, tiểu thư Ivy, nghe nói cô đang ở đây, tôi thật không dám tin, có thể lại gặp được cô ở đây thì thật tốt quá. Thịnh Noãn mỉm cười, đã lâu không gặp Credy. Lâm Tô Tô trợn tròn mắt kinh ngạc, ôi mẹ ơi, Vi Vi vậy mà lại quen bình kịch lớn. Thịnh Miên nắm chặt tay tức giận, Credy sao lại nhiệt tình với Thịnh Noãn vậy, cô ta cũng chỉ là trợ lý của một diễn viên nhỏ, hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp với mình. Mình không cần phải ghen tị với cái loại đáng thương chỉ chạy theo sau người khác như cô ta. Sau khi đưa Lâm Tô Tô trở về nhà, Thịnh Noãn cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. Vừa bước lên trước, ánh mắt cô chợt sững lại, Diệp Nam hành sao lại ở đây, ô đúng rồi, chiếc xe mình đang lái là mượn của cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy tới đòi xe. Thịnh Noãn liền lên tiếng gọi anh, Diệp Nam Hành. Chiếc xe kia của cậu tôi dùng xong rồi, trả cậu nè, Diệp Nam Hành mím môi và cục mắt xuống, tôi chỉ đi ngang qua. Tiện thể qua đây xem xem, xe cậu cứ giữ trước đi, gara của tôi còn rất nhiều xe vẫn luôn để đó suốt. Không cần không cần, hôm nay lái đi giúp bạn bè giữ thể diện thôi, dùng chiếc bình thường tôi hay dùng là được rồi. Nói xong cô muốn tát mình một cái, cứ mượn xe của cậu ấy để có cớ mời cậu ấy ăn cơm, cơ hội nhiều vậy mà, cái miệng này sao mà nhanh nhào quá phía đối diện thấy thịnh noãn nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ ánh mắt diệp nam hành tối sầm lại anh mí môi gật đầu được hôm khác tôi bảo trợ lý tới lấy xe vậy tôi đi trước đây nói xong anh quay người rời đi trong lòng có chút hụt hẫng mình đang mong chờ điều gì vô lý vậy trái tim diệp nam hành đột nhiên đau nhói thịnh noãn lo lắng chạy đến hỏi diệp nam hành sao sắc mặt cậu kém vậy đừng đi nữa lên nhà nghỉ ngơi một lát đi anh vui vẻ nhìn cô rồi gật đầu thịnh noãn đưa đến cho anh một cốc nước nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Nam Hành, có chút khó hiểu hỏi anh. Cậu sao vậy? Trước đây cậu không yếu như này mà, chẳng lẽ có liên quan tới việc cậu bị đầu độc ở Khánh ra sao? Ừ, có điều cũng không quan trọng nữa, nhưng dạ dày thì không được tốt lắm, bình thường chú ý hơn là được. Dạ dày không tốt cũng có thể là vì áp lực quá lớn, quá mệt, quản cả một công ty lớn chắc chắn là rất mệt, cậu có thể tìm tôi giúp mà. Thịnh noãn còn chưa nói xong thì Diệp Nam Hành đột nhiên kêu lên một tiếng, noãn noãn, xin lỗi. Lúc đó đuổi cậu đi không phải là vì hận cậu, mà là tớ cảm thấy tớ của lúc đó không có năng lực bảo vệ cậu, tớ sợ người muốn đối phó với tớ sẽ làm hại cậu. Lúc đó tớ đoán chắc cậu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng không ngờ phía sau cậu lại bị, đều là do tớ không tốt. Thịnh Noãn chạm tay lên vai anh Trấn An, cậu không tốt cái gì, có trách thì phải trách những tên khốn kia, liên quan gì tới cậu. Cô nhìn anh mỉm cười, diệp nam hành của mình là tốt nhất. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu kìa, hay là tối nay cậu ngủ ở đây đi, đừng về nữa, lỡ trên đường khổ sở vì bệnh nặng thêm. Diệp Nam Hành vui vẻ đồng ý, vậy thì làm phiền cậu. Không sao không sao, tớ ở đây còn có phòng ngủ, tớ đi thay vỏ chăn với ga trải giường mới cho cậu, nhà vệ sinh có bàn trải đánh răng dùng một lần, cậu đi đánh răng rửa mặt trước đi. Nhìn bóng dáng thịnh noãn bước đi, Diệp Nam Hành không khỏi thầm nghĩ, chỉ cần cứ luôn để mắt đến như thế này, cô ấy sẽ không biến mất nữa đâu nhỉ. Sáng ngày hôm sau, khi thịnh noãn dậy thì đã thấy Diệp Nam Hành trong bếp nấu ăn. Anh ngẩng đầu lên cười nói với cô, dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng ngồi vào bàn ăn diệp nam hành hỏi cô hôm nay cậu phải làm gì vậy cả ngày phải đến công ty tối còn phải tham gia một buổi tiệc đưa bạn thân của tớ đi mở rộng mối quan hệ diệp nam hành chỉ ừ nhẹ một tiếng vậy là không thể ăn riêng với cô ấy rồi buổi tối tại một bữa tiệc diệp nam hành biết thịnh noãn muốn đến nên anh mới đồng ý tham dự tiệc rượu này nhưng cô ấy lại không nhìn thấy anh thịnh miên bước đến rồi nói khánh tổng đang nhìn noãn noãn sao gần đây tôi phát hiện noãn noãn em ấy có thể đang làm một số chuyện không được tốt lắm không biết có nên nói không Lần trước gặp mặt, em ấy lái một chiếc Rolls-Royce, noãn noãn chỉ là trợ lý của một diễn viên nhỏ, nào có thể lấy ra chiếc xe như vậy được. Hôm nay em ấy lại tới nơi này, Khánh tổng nhìn cách ăn mặc của em ấy có giống một trợ lý nhỏ có đủ khả năng để mua không. Khánh tổng, tuy tôi thật sự hy vọng em ấy sống tốt, nhưng nói thật thì, cho dù là năm đó hay là hiện tại, noãn noãn em ấy đều không xứng với ngài. Diệp Nam hành không nổi cơn thịnh nộ, cũng không tỏ ý khinh thường hay chán ghét chuyện của Thịnh Noãn, ngược lại mỉm cười hỏi Thịnh Miên, cô hy vọng cô ấy sống tốt sao? Thịnh Miên mím môi nói, em ấy là em họ tôi, tôi đương nhiên hy vọng em ấy sống tốt. Diệp Nam hành khẽ cong môi, tôi quên nói với cô, chiếc xe lần trước cô ấy lái là của tôi đấy. Nói xong anh quay người rời đi, nụ cười trên mặt Thịnh Miên tắt ngúm, cô ta đứng đơ ra đó trong giây lát. Thịnh Noãn ngồi nghỉ ở một chỗ, cô không khỏi thở dài, xã giao mệt thật. Ngay sau đó một người đàn ông dừng lại trước mặt Thịnh Noãn rồi lên tiếng, tôi biết ngay là cô mà. Thịnh Noãn ngước mắt lên và có chút ngạc nhiên. Thương Việt, chẳng phải anh ta đã về thừa kế làm nam tước của gia tộc Phiêu rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây? Thương Việt nhếch môi cười, tôi vẫn luôn cho người để ý đến nhà Norman, được biết trong nước có một cô gái bất ngờ lên chức, tôi đã đoán ra ngay là cô, quả nhiên không sai. Tôi vẫn luôn không tin, cô sẽ không dễ chết như vậy, thịnh noãn nhướng mày hỏi anh ta, nếu đã như vậy, vậy khi đó ba tôi tìm anh tính sổ, anh thừa nhận làm gì? Lúc đó vốn là vì tôi có lý do, là tôi quấy rầy vệ sĩ của cô, ngài Norman muốn làm đủ trò để bảo vệ cô đương nhiên không thể không tìm tôi tính sổ, cho dù cô có chết thật hay chết giả, những chuyện đó tôi cũng nên thừa nhận. Bỏ đi, đều đã qua lâu như vậy rồi, tuy khi đó anh có lải nhải hơi nhiều, nhưng dù sao anh cũng đã giúp tôi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ đi. Thương Việt gật đầu, được, tôi vừa về nước chưa được hai ngày, cô vẫn luôn ở bên này, nếu cô tiện có thể. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Thương Việt, không thể. Diệp Nam hành bưng một ly rượu đến trước mặt thịnh noãn, mặt không thay đổi nhìn Thương Việt, thì ra là nam tước. Thương Việt nhìn Diệp Nam Hành, sở dĩ thị phần của gia tộc Phiêu ở Trung Quốc không ngừng thu hẹp lại chính là vì hắn. Thương Việt quay sang mỉm cười với Thịnh Noãn, không biết có người làm phiền, hôm khác chúng ta lại liên lạc. Thịnh Noãn không quan tâm Thương Việt đi hay ở, cô quay đầu nhìn thấy ly rượu trên tay Diệp Nam Hành, lập tức nhíu mày. Hơi thở Diệp Nam Hành đình trệ trong giây lát, cô ấy tức giận rồi, là vì mình đã đuổi Thương Việt đi sao? Lúc này, một người đàn ông đi đến bên cạnh họ rồi lên tiếng, Khánh Tổng, đã lâu không gặp. Hạng mục núi Nam Phu lần trước, Dương Mẫu thật sự rất không phục ngài, tôi kính ngài một ly. Khi Diệp Nam Hành định nâng ly lên, nó đã bị giật khỏi tay của anh. Thịnh Noãn cầm lấy ly rượu của Diệp Nam Hành rồi nói, xin lỗi, cậu ấy không thể uống rượu, tôi muốn thay cậu ấy. Cô có chút không hài lòng mà nói với Diệp Nam Hành, cậu làm sao vậy, rõ ràng biết dạ dày mình không tốt còn muốn uống rượu sao. Người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh anh ta liền hiểu ra và mỉm cười. Thịnh Noãn đã uống hai ly, lúc này đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cô vịn vào cánh tay Diệp Nam Hành, tớ có hơi đau đầu, tớ phải về nhà đây. Diệp Nam Hành vươn tay ra, ôm cô vào lòng, được, tớ đưa cậu về. Anh cứ như vậy mà bế thị noãn ra xe, ánh mắt mọi người trong bữa tiệc có chút tò mò, cô gái đó là ai, vậy mà lại có thể khiến Khánh Tổng xưa nay không gần nữ sắc phá lệ. Phía sau đám đông, Thịnh Miên nhìn Diệp Nam Hành đưa Thịnh Noãn rời đi, cô ta cắn môi và nắm chặt tay. Diệp Nam Hành đặt Thịnh Noãn trên giường, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đôi má ửng hồng vì say, hàng mi mảnh và cong vút, đôi môi hồng ẩm ướt. Hầu kết của Diệp Nam hành khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần trở nên tối sầm. Anh quay mặt đi để không bị cô quyến rũ, sau đó nói với cô, "Tớ đi lấy cho cậu cốc nước." Thịnh Noãn liền kéo cả vạt anh lại, "Diệp Nam hành, khi nào thì cậu phá sản? Vì sao lại muốn tớ phá sản? Nếu cậu phá sản thì tớ sẽ có thể bao nuôi cậu." Thịnh Noãn bắt đầu làm nhảm, "Tớ không muốn làm việc, không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng không làm việc thì ba tớ sẽ không cho tớ tiền, tớ sợ sau này lúc muốn bao nuôi cậu không có tiền." nên chỉ có thể làm việc chăm chỉ. Diệp Nam Hành bĩu môi thăm dò hỏi, ngoại trừ tớ, cậu còn muốn bao nuôi ai? Thịnh Noãn đột nhiên đẩy Diệp Nam Hành ngã xuống giường, anh nhỏ giọng hỏi cô, cậu định làm gì? Thịnh Noãn nhìn thẳng vào anh, thành thật trả lời, tớ muốn hôn cậu, cậu rất đẹp. Nhịp thở của Diệp Nam Hành thay đổi hẳn, anh có chút không kiên nhẫn nhưng không dám cử động. Thịnh Noãn hôn lên đôi môi mát lạnh và mềm mại đó, sự kiên nhẫn của Diệp Nam Hành cuối cùng cũng sụp đổ, anh cúi đầu hôn cô thật sâu thịnh noãn như thể vừa ăn món tráng miệng ngon lành nào đó cô mỉm cười nhìn anh với vẻ đắc ý thật ngọt quá dường như hôn như vậy chưa có đủ cô lại tiếp tục vòng tay lên cổ ôm chặt anh diệp nam hành cũng nhiệt tình đáp lại hơi thở của anh trở nên gấp gáp chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng ra anh cúi xuống hôn lên cổ thịnh noãn cảm nhận được cơ thể đang run lên của cô một đêm ân ái nồng nàn cuối cùng cũng xảy ra vài tia sáng trăng từ khe hở trên rèm cửa chiếu vào diệp nam hành lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh ngón tay khẽ vuốt ve gò má cô cậu là của tớ rồi noãn noãn sau này ngoại trừ ở bên cạnh tớ ra cậu không được phép đi đâu hết biết chưa sáng ngày hôm sau thịnh noãn từ từ mở mắt tỉnh dậy cô đột nhiên giữ người một khuôn mặt tuấn tú đang kề bên đang say giấc nồng là diệp nam hành ngay giây sau tất cả ý thức bị phân tán từ đêm qua đã quay trở lại trong đầu thịnh noãn lông bi của diệp nam hành run lên và anh mở mắt ra thịnh noãn bị anh làm cho bối rối lắp bắp giải thích hôm qua tớ uống say Diệp Nam Hành trầm giọng nói, tớ biết, cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý gì đâu, tớ không sao, tuy tớ là người theo truyền thống, nhưng tớ cũng không hy vọng cậu vì chuyện này mà áp lực. Thịnh Noãn vươn tay nắm lấy tay Diệp Nam Hành, không, tớ không có gánh nặng tâm lý, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Diệp Nam Hành nhẹ giọng hỏi, vậy hiện giờ, quan hệ của chúng ta là gì? Thịnh Noãn thận trọng nói, là người yêu được không? Diệp Nam Hành hơi cục mắt xuống, nhưng theo truyền thống trong nhà tớ, đối tượng không vì mục đích kết hôn thì đều là lưu manh. Tối qua cậu nói cậu không muốn làm việc, nhưng không làm việc thì ba cậu sẽ không cho cậu tiền nữa. Hay là chúng ta kết hôn đi, kết hôn xong, tiền của tớ cũng sẽ là của cậu, cậu không cần đi làm cũng không cần phải thừa kế gia nghiệp nữa. Đôi mắt Thịnh Noãn sáng lên, biện pháp hay đấy, nhưng ngay sau đó cô lại có chút xấu hổ, thế này cũng không ổn lắm nhỉ. Diệp Nam hành xoa nhẹ lên bàn tay cô, có gì mà không ổn chứ, chỉ cần đăng ký kết hôn thì đồ của tớ cũng sẽ là đồ của cậu, sau này cậu muốn làm gì cũng đều được hết. Thịnh Noãn hơi sững sờ, đăng ký kết hôn à trong mắt diệp nam hành lóe lên tia thất vọng nhưng anh lại không cam lòng ngẩng đầu nhìn thịnh noãn nói tiếp nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao tớ nghe cậu hết thịnh noãn nhìn người đàn ông ngoan ngoãn bên cạnh mình liền đưa ra quyết định dứt khoát chỉ cần cậu muốn vậy thì đi đăng ký thôi diệp nam hành dướn người hôn lên đôi môi hồng mềm mại ấy nhẹ nhàng thì thầm noãn noãn cậu thật tốt buổi chiều khi bước ra khỏi cục dân chính nhìn cuốn sổ đỏ trên tay trong lòng họ có chút bối rối chuyện này làm thế nào mà họ đi đến bước này được, chỉ một đêm và đây là chứng nhận. Diệp Nam hành nắm tay Thịnh Noãn bước đi, "Vợ à, chúng ta đi ăn thôi." Thịnh Noãn với Diệp Nam hành không có con, hai người ở bên nhau, yêu nhau, đi cùng nhau tới cuối đời. "Noãn Noãn, đợi anh, anh sẽ tự mình đưa em đi, sau đó lại đi tìm em." Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đánh giá nhiệm vụ cấp A, về cơ chế bảo vệ, chúng tôi sẽ xóa 90% ký ức về thế giới trong nhiệm vụ đầu tiên của bạn.